Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân mến của DVH Audio nha. DVH rất vui mừng lại được giới thiệu tới toàn thể quý vị sản phẩm mới nhất từ nhà DB Caustic Việt Nam. Model mới quý vị ạ, model mới Lioray. Lioray cái này là dòng sản phẩm chuyên nghiệp luôn. Cái mã này thì nó cao cấp hơn cái mã Duray 112 hiện tại quý vị nhá. Model mới có tên là PH112S. Thì ở model mới này thì chúng ta được gì ở đây? Model mới thì lưới loa thiết kế lại hoàn toàn này, rất là đẹp này, và công suất thì cũng được nâng lên, và nhìn tổng quan thì cái loa này trông nó to hơn. Mình chưa lấy thước ra mình đo thử nhưng mà có cảm giác là cái loa thì nó đang to hơn cái phiên bản cũ. Nhìn cái mặt loa và nhìn tổng thể cái loa thì nó to hơn tương đối luôn quý vị. Đó, và rất là đẹp, lưới này, ba khoang này, lỗ lục giác to ở giữa này và lỗ nhỏ hơn ở hai bên này. Logo của DB Caustic này, tem của hãng này. Và ở model mới thì chốt đã được nâng cấp lên là chốt thông minh này, chốt này rất là thích, chúng ta chỉ cần rút thôi là tự lò xo nó bật lên, rất là đẹp. Đó, mặt trước mặt sau rất là đẹp nha quý vị. Đây là phía sau thì chúng ta có hai miếng nhôm rất là to. Cái này là miếng hậu loa, nó bằng nhôm khá là dày luôn quý vị ạ. Đây model này, PH112S, tem của DB Caustic này. Công suất có một cái thông số rất đáng chú ý, đó chính là công suất thì đã được cải thiện cao hơn. Thực ra là 50W thì nó cũng không phải là gì đó nó to tát lắm, nhưng mà ở Lioray nó đánh bằng cái sự cộng hưởng nên là 50W trên mỗi cái loa, nó là một cái sự thay đổi rất là lớn rồi quý vị. Công suất liên tục 550W, cao hơn 50W so với Duray 112 hiện tại quý vị nhá. Công suất đỉnh peak power là 2200W, nhưng mà không ai đánh đến công suất này cả. Tức là peak này nó chỉ chịu được trong vòng 10 mili giây thôi, tức là một cái cú sốc tín hiệu hoặc là một cái gì đó, một cái tín hiệu nó sốc và nó rất là mạnh, nhưng mà nó chỉ trong vòng 10 mili giây thôi là cái loa sẽ cháy. Thì đây là cái công suất đỉnh của nó. Trở kháng, nội trở là 8 ohm quý vị. Và có một cái thông số khá là quan trọng hơn, đó chính là cái giải tần đáp ứng là từ 60Hz lên đến 20kHz. Một cái giải rất là rộng thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc. Tức là cái tép, khi cái tép nó lên được một cái tần số nó rất là cao thì chúng ta sẽ nghe cái tiếng nó sẽ rất là thanh, rất là nét quý vị nhá. Và nó xuống được cả thấp như này thì mình đỡ phải sử dụng loa trung trầm hay là loa mid low. Và độ nhạy cực kỳ cao, độ nhạy lên đến 103 dB. Độ nhạy này thì loa full ít có loa nào có thể có được. Các cái loa full bình thường độ nhạy nó sẽ khoảng độ 95-96 dB, và các cái loa full mà cao cấp đắt tiền thì lên đến 97-98 dB. Nhưng mà với loa Lioray thì một cái độ nhạy là một cái ưu thế cực kỳ cao của Lioray. Quý vị có thể thấy một điều rõ ràng là các chương trình ngoài trời ấy, tại sao người ta sử dụng Lioray mà tại sao người ta không xếp một đống các cái loa full lên, trong khi loa full thì công suất rất là to. Ví dụ những cái loa full mà 2340 ngày trước, 725 cái thứ mình hay dùng ấy, công suất nó lên đến peak nó lên đến phải đến 8000W, và RMS là 2000W, tại vì nó là 2340 côn 100 mà. Nhưng tại sao người ta không xếp nhiều cái loa đó mà người ta lại dùng Lioray? Lioray là có một cái lợi thế là cái độ nhạy, các cái loa full bình thường độ nhạy rất là thấp quý vị nhé. Và cái tính xếp chồng là khi mà chúng ta xếp thành một dây Lioray này thì cái tính cộng hưởng nó được cộng hưởng cho nhau rất là mạnh mẽ quý vị. Đó là một cái điểm rất là hay của Lioray. Kết nối là chân 1+1- nhé, 2+2- là không kết nối quý vị. Đó, quý vị chú ý ở đây là 2+2- nó ghi là not connect nhỉ? Nên các bác đấu dây loa đừng có đấu vào 2+2- làm gì cả, tín hiệu sẽ không đi đâu. Phía bên này thì nhà hãng cho chúng ta một cái email mã vạch này, sản xuất tại Trung Quốc quý vị nhé. Đối với những cái hãng lớn thì họ luôn luôn minh bạch về cái nguồn gốc sản phẩm của mình, chứ họ không mập mờ về sản phẩm của mình. Tại vì bây giờ rất là nhiều các thương hiệu cứ bảo là sản xuất tại Đức hay là tại Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha gì đó, nhưng mà rất là vớ vẩn, rất là lừa dối khách hàng. Hàng Trung Quốc thì cứ thánh nổ với nhau cả quý vị. Đây là sản phẩm tại Trung Quốc. Đấy, những cái hãng uy tín thì người ta không bao giờ người ta nhùng nhằng như vậy, người ta luôn luôn minh bạch về cái nguồn gốc của sản phẩm quý vị. Đó, và đây khi mà treo Lioray lên này, Flyby lắp ở trên nhìn rất là đẹp. Đấy, nhìn rất là phê nha quý vị. Đó, và cơ cấu thanh dây thì cũng rất là mới mẻ. Cơ cấu thanh dây này, đây, cái cơ cấu thanh dây lưỡi gà này nó móc vào nhau như này, cái thanh ở dưới này nó không bị rơi ra ngoài. Đó, và có thêm một điểm chú ý nữa, cái này là một cái chi tiết rất là nhỏ thôi quý vị ạ. Có một cái chi tiết rất là nhỏ, đó chính là ở cái chốt này, chốt phía sau thì nó không phải là chốt thông minh, ở phía sau thì không thể nào mà tự bật ra được. Thì họ có một cái vòng đệm cao su như này để tránh cái trường hợp là cái này nó bị rung, nó kêu lọc sọc quý vị nhé. Đây một cái tiểu tiết khá là nhỏ thôi nhưng mà cũng nói lên cái sự cẩn thận của nhà hãng. Đó, thanh dây rất là to, rất là dày quý vị, so với ngón tay của DVH. Cái nhôm đây nó phải dày đến một phân luôn. Rất là phê nha quý vị. Đó, rất là đẹp. Sơn này, cái này là gọi là sơn polyure, rất là đẹp nha quý vị. Đó, đẹp lắm. Cái này mình hay gọi là sơn nhựa. Đó, và phía dưới thì có lỗ cắm cọc để khi mà quý vị, nếu mà quý vị xếp 2 chiếc, quý vị có thể cắm lên cọc cũng được. Còn nếu xếp 3 chiếc như này thì không nên cắm lên cọc. Đấy là lời khuyên chân thành của DVH.
cắm 3 chiếc mà đặt lên cọc thì sẽ rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm nha quý vị nha. Đó, tay xanh rất là đẹp, mặt trước mặt sau phải nói là không thể nào mà chê vào đâu được. Hiện tại thì DVH đang dựng lên một chiếc SUV PH218. Có bánh xe ở dưới rất là tiện. Đấy quý vị đi làm thì có thể tham khảo qua một cái cấu hình như này, rất là tiện, rất là ok. Ván phía dưới mình làm bánh xe, quý vị có thể đẩy đi đẩy lại. Bánh xe mình không bắt trực tiếp vào loa nhé, tại vì nó đỡ xé thùng, nó đỡ bửa thùng. Đó, mình làm cái ván rời ra rất là đẹp. PH218 hiện tại là mã cũ. Mã mới thì nó sẽ có PH218 Spec Special trong cái từ kiểu như là trong một cái từ nó không biết nó dịch ra nó gọi là sang trọng hay đặc biệt hay gì gì đó. Nhưng mà SUV thì hiện tại chưa về. SUV thì nó cũng lưới nó cũng decor giống hệt như là Lyra, lưới cũng ba khoang và cũng cong như này luôn quý vị. Còn hiện tại thì mình đang dựng tạo nên SUV mã cũ. Đấy, SUV mã mới thì nó đẹp hơn, nó sẽ đồng điệu với cả Lyra hơn và nhìn trông có vẻ nó cũng to hơn nữa. Đấy, rất là đẹp. Một cấu hình như này thì quý vị cũng có thể tham khảo qua cho những cái chương trình sự kiện. Và nếu mà quý vị sử dụng những cái cấu hình như này, ví dụ đây chỉ là gọi là một vế thôi, đây là một vế mình review nhanh, hàng mới về mình chưa có thời gian mình dựng cả lên test. Thì về cái phần mà test thì sẽ hẹn gặp lại quý vị ở trong cái clip lần sau. Clip lần sau thì mình sẽ test full dàn, còn do là hàng vừa chiều tối ngày hôm qua mới về nên là hôm nay thì chỉ gọi là review vội thôi để thông báo với quý vị là có hàng về. Đó, nên là phần test thì sẽ để dành sang ngày mai mình sẽ test sau, còn ngày hôm nay mình giới thiệu thôi. Thì với cái cấu hình như này, một cặp SUV và ba cặp Lyra như này thì sẽ chơi tốt cho những không gian ngoài trời, nó khoảng độ 500m2. 500m2 là chơi ok, còn đối với những cái không gian mà lớn hơn thì quý vị phải tăng lượng loa, tăng lượng SUV lên. Còn đối với những không gian hội trường ở trong nhà thì đánh ở trong hội trường thì nó kín ấy, nó kín nó sẽ không tốn nhiều công suất thì cái diện tích nó có thể nâng lên đến 600-700m thì cũng có thể đánh rất là ok quý vị nhé. Đó, nhìn chung là loa này rất là đẹp. Đó, mã mới cao cấp hơn nhiều, cao cấp hơn nhiều mã cũ và dự kiến thì giá bán lẻ thì nó chỉ cao hơn một xíu thôi. Thì cái này thì cũng rất là cảm ơn bên nhà hãng là đã gọi là tối ưu cái đầu vào để sao cho cái đầu ra nó hợp lý nhất có thể để người tiêu dùng có thể mua được những cái sản phẩm chất lượng với một cái giá thành nó hợp lý. Đó, rất là đẹp, rất là ok quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Chương trình lần sau DVH sẽ review chi tiết và sẽ test thực tế. Test thực tế nguyên cả dàn này luôn, nguyên cả dàn này luôn. Còn clip ngày hôm nay chỉ gọi là thông báo nhanh là để có hàng về thôi quý vị nhé. À, và có thêm một cái chú ý thêm là cái thùng các xe này thì là không phải của cái loa này. Quý vị biết tại sao mình lại không để cái đế ở đây không? Tức là cái mã mới này nó to hơn mã cũ. Đây chính là cái thùng các xe để đựng cho mã cũ. Thì cái mã cũ đặt thì lọt ở trong cái thùng này nhưng mã mới nó to hơn. Nên là cũng là xin thông báo thêm quý vị là cái mã mới này thì mình đang đặt thùng các xe rồi. Cái thùng các xe thì này thì nó sản xuất tại Việt Nam quý vị nhé. Cái thùng Trung Quốc thì nó có nhưng mà thùng Trung Quốc nó đắt hơn nên là mình đang đặt tại Việt Nam cho nó rẻ. Thì nếu quý vị có nhu cầu mua loa này và mua thêm thùng các xe để bảo vệ loa này thì đi làm rất là an tâm, không lo mưa nắng và rất là an toàn trong quá trình vận chuyển. Nó sẽ đỡ bị xước sát, chúng ta sẽ nhìn cái loa nó sẽ đẹp đẹp đẽ, ngon lành hơn rất là nhiều. Ok nhá, xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau. Để mình sẽ lên clip tới là sẽ test thực tế, sẽ đánh full dàn luôn. Và mời quý vị cùng đón chờ, cùng đón xem nhá.